Bây giờ em sẽ cân cân nặng thực tế của chiếc Tipter Sniper 2.0 Full siêu nano 1.5R7000. Ok, giờ em đã cân cân nặng của chiếc Tipter Sniper 2.0 Full siêu nano 1.5. Đây các bạn này, nó đang nhảy số này. Nó là 8 cân 775 này. Đây nó khóa rồi. 8 cân 795 gram cả bê đan các bác nhá. Cả bê đan và giá nước luôn. Thì tính ra nó tầm 8 cân 7. Ok, đây là cân nặng của chiếc Tipter Sniper 2.0 Full siêu nano 1.5R7000. Số xe 88 xin kính chào các bác. Video này số xe 88 là video gửi đến bác Hải đã đặt chiếc Tipter Sniper 2.0 màu đen đỏ. Thì hôm trước bác đã mua một chiếc Tipter T10 Pro bản R7000 đi rất là ngon. Hôm nay bác đã đặt tiếp một chiếc Tipter Sniper siêu nano 1.5R7000 full nhé các bác nhé. Giá là 18.8 triệu. Thì hôm nay trên cầu bác thì em sẽ làm tiếp một video, đó là đóng hàng kiểm tra chiếc Tipter Sniper 2.0 màu đen đỏ full siêu mono 1.5R7000 để gửi cho bác Hải Phú Yên. Thì đây là thùng chiếc Tipter Sniper 2.0 đen đỏ hàng vừa về sáng nay. Thì bây giờ làm luôn video, đó là bóc thùng cũng như là lắp ráp kiểm tra cấu hình chiếc Tipter Sniper 2.0 cho bác Hải Phú Yên. Ok, đây là chiếc Sniper 2.0 đen đỏ. Đây sẽ bóc thùng chiếc này ra. Đây các bạn, hàng đem về nhập về còn nguyên đai nguyên kiện. Đây là hàng chính nguyên chính hãng. Đây là chiếc Sniper 2.0 màu đen đỏ. Thì bây giờ số xe tầm tám sẽ tiến hành là đó là lắp lên và test cấu hình để kiểm tra bộ phanh bộ chuyển động cho bác Hải ở Phú Yên. Okay. Đó là số xe 88 sẽ tiến hành chỉnh đề, chỉnh phanh cho bác Hải ở trong Phú Yên. Chiếc Tipter Sniper 2.0 màu đen đỏ. Chiếc Tipter Sniper 2.0 màu đen đỏ. Đây chiếc Tipter T10 Tipter Sniper 2.0 màu đen đỏ đã được anh Hải ở Phú Yên đặt. Bây giờ em sẽ cho vào thùng để chuyển phát nhanh. Thì em bọc rất cẩn thận rồi, bọc chặt rồi. Đây là chiếc Tipter Sniper của bác Hải các bác nhé. Nên các bác có nhu cầu mua xe thì alo tiếp online 0933522186. Hiện tại bên số xe 88 đang có chương trình ưu đãi tháng 6 giảm giá cực sốc trong tháng 6 năm 2019 với giá là đang là 18.800.000 đồng.
Nếu bác có nhu cầu mua xe thì cứ alo trực tiếp online 0933521186 để nhận giá tốt nhất thị trường, hoặc truy cập website xe88.vn. Hoặc các bác thể comment ngay dưới video hoặc để lại ý kiến đóng góp để em làm video sau tốt hơn. Cảm ơn các bác đã xem video.